em hỏi em một câu cuối này là nếu giữa em với mèo anh chọn ai? Giữa em với mèo anh chọn ai? Em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm. Oh yeah. Em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm. Em nghĩ là đầu tiên thì chắc là phải khen trước thôi, dễ thương quá. Và em thấy bạn là một người rất là biết quan tâm tới bản thân, không qua cái bộ móng mà chị nói là đã thấy chị quan tâm rồi đó. Bạn là idol của em. Bạn là idol của em. Ồ, phải không, phải không? Em ngại tán gái lắm, em không biết tán gái nhưng phải là ngại. Tự nhiên vào một buổi sáng đẹp trời em nhắn tin cho bạn ấy là mình đứng lại. Em cũng không hiểu nó tại sao tận bây giờ. À, và bật mí thêm nhé, nhà anh có mở một quán cà phê. Một quán cà phê nhỏ, hơi xinh xinh một tí. Nên nếu mà có cơ hội thì chắc chắn là anh sẽ mời em qua. Anh sẽ đích thân vào bếp và pha cho em đi sinh tố hay nước ép cực kỳ healthy. Và nếu mà em thích nữa thì anh sẽ sẵn sàng làm cho em một cái bánh. Kính thưa quý vị, tại phiên bản Idol, mỗi số sẽ có một nhân vật chính là một idol đang độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Họ sẽ được kết nối với hai ứng cử viên và những ứng cử viên này đều có những ưu điểm riêng biệt. Hứa hẹn sẽ cạnh tranh công bằng để chiếm lấy trái tim của idol. Dạ. Và với phiên bản đặc biệt lần này, quý vị khán giả hãy tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để tham gia hai mini game. Dạ. Dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần. Và mỗi 9 giờ sáng thứ ba thì cổng bình chọn của hai mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc và Speed Couple trên Viper. Quý vị khán giả hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viper để bắt đầu bình chọn nha. Mini game 1, hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để bước vào vòng gặp mặt. 5 khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng. Và 4 triệu đồng này sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức. Và 4 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Mini game thứ hai, hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt và họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn và 5 khán giả lựa chọn chính xác và dự đoán số người trúng với đáp án của mình gần nhất thì sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá là 2 triệu đồng tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức và 4 giải khuyến khích, mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá là 500.000 đồng. Chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media.